hoàng mẹ mẹ, mà tiểu thư cùng mỗi tôi là công tử. Sao tôi nghe nói chưa chát quá. Công tử còn giận. Tôi đâu dám giận. Mà làm sao tôi giận được. Chứa tấm chân tình cao cả mà tiểu thư đã dành tặng cho một kẻ đã xa.
trực lớn. Trời đã biệt mình nha. Anh đi. Trời đất ơi, gì vậy?